Chào cả nhà nha. Hôm nay mình lên mình bán bộ mấy trang đất nha cả nhà. Nó cũng theo nhu cầu của anh em hổm gầy cũng kêu lên clip bán kiếm máy giá chung chung vừa xài á. Cái này mình lên cái bộ cái đầu GW135. Cái đuôi Mitsubishi 651. Là chọn bộ luôn nha. Cả nhà xem rồi tham khảo nha, giá hồi mình báo lại sau nha. Đó, máy GW135. Anh em nào muốn mua thì vô cứ có số điện thoại mình để trên tiêu đề điện nha, chứ bình luận hỏi giá là mình không có trả lời nha. Nhưng mua thật sự thì cứ điện. Nó mình quay chọn bộ cho cả nhà xem nhưng là đủ bộ luôn á, chỉ mua về là xuống đồng chạy luôn nha cả nhà. Nó cái đầu này cái đầu Wikino GW 135 á, Wikino 135. Đó. Máy lóc còn zin đàng hoàng nhưng cả nhà chưa có tháo gỡ gì luôn. Đó, cả nhà xem biết liền đó. Đèn này là đèn chế của Limo nha. Nó chế của Limo đây. Là chọn bộ gì luôn cả nhà. Là không bán chọn bộ luôn, không có tháo gỡ gì cả hết nha. Đó. Cái đuôi đây. 601 nha. 601 nó xài cũng 6 số tới nha cả nhà. Hai số ve đó là có từng chậm từng lẻ nha. 8 số như mấy cái đuôi kia nhưng mà nó có từng đúp nha. Nó từng đúp mình chở qua riêng bên cây bên này nè, thấy không? Đưa cho cả nhà xem. Có từng đúp chế vào đây nè. Nè mình giật là đúp. Nó cái đuôi đây. Nè, giật ra là lên đúp nè. Đó, chế. Tắt đèn này đầy đủ. Bao con đèn nha. Nó cả nhà xem kỹ đi. Quay là nguyên cái bộ này cũng nhiều món lắm nha. Cào nè, dè có dè luôn nha, dù có dù luôn, bánh. Nó mình quay từ từ rồi cho cả nhà xem nha. Nó cái máy là vậy đó. Để xem nha đó. Đó là thì cái này là cái xe kéo nha cả nhà. Nó chiếc xe kéo. Cái lết đây. Cái lết này là cái lết đặt luôn nha cả nhà. Lết 34 lết đặt. Nó có thêm miếng dán nha. Miếng dán để dưới đít kiểu 1 này là miếng dán này chỉ 4 mét nha. Không có nối đầu nha. Nó này mọt rồi mình quay mấy cái bánh rồi dè rồi giờ cào cho cả nhà xem nha. Nó cào lại nóc luôn cả nhà. Nó để mình quay mình xem tiếp với cả nhà nha. Nhà xem tiếp. Đây cặp bánh đây. Đó, tùm bánh là liền 95 đó nhà xem, liền 95 này nè. Có cái liền lớn là lát 18. Cầm này là cầm 16 nha. Cái mâm này mâm 26. 8 ly. Nó 10 cái cầm nha.
10 lá 10 cam đó. Mình xem kỹ đi. Đó, Wikino đó. Máy này về là chạy là ok nha, khỏi bạn nha cả nhà. Đó, tiếp tục cái cặp dè đây, cho nhà xem đây. Đó, cặp dè này, cặp dè của máy đó đó nha. Nhà xương đi nóc nè, nhà thấy nè. Đó, cũng là, toàn là giá, cũng giá trị không nha cái nhà này, xương inox nè, nó có nhà coi biết liền chị. Inox này là 304 không là cả nhà. Nó có nhà nhầm không khác luôn đó nè. Thấy chưa? Cái chân đạp theo của cái bộ đó cũng là cái cây đạp nè. Cái đạp bằng inox luôn nè, nó cả nhà thấy đi. Rồi chừng nào nó hư nha. Inox 304 không. Nó cái mấy cây này inox hết nè nha. Chỉ có này nó tôn màu nè. Nó có miếng tôn màu thôi, tôn màu thôi. Mấy vòng vòng tôn màu nè, thấy không? Nó còn như inox nè, cả nhà thấy inox nguyên con luôn nha. Nó là tới cào đây. Đó, cái nhà inox nè. Inox 304 nè. Nói chung mấy cái xương này là 304 không nha. Chỉ có cái hông cào đó là inox 102 thôi. Cái hông cào thôi. Cái hông dách đó nha. Chứ xương là inox hết 304 nè. Cái nhà xem đi. Đó. Nè. 304 không nha cái nhà. Chả ai biết chừng nào mà thiệt mà nó xét, đâu xét đâu. Đó. Ống này là để mình để cái yên lên mình ngồi nha. Đó, hai cái ống này với ống bên đây là để cái dù. Nó cũng là 304 luôn. À, cái này có chế cái dàn lừa đó nha cái nhà, cao rồi nè. Dàn lừa này biết, cả nhà biết chị xài gì không? Xài là mình gạt qua lại vậy nè, đó. Gắn dán vô cái mình gạt cái này. Mình chạy vòng bờ nha, chạy vòng bờ xong là bắt đầu mình đùa ra vậy là nó lú ra được 5 tấc mấy nha cả nhà. Đó. Để coi cái hông này là nguyên cái miếng sắt sắt dày luôn nè. Ủa bác cái inox dày luôn nè. Đó, inox dày 8 ly luôn đó. Nhà thấy cứng khừ chưa cả nhà? Nó trọn bộ là 35 vít nha cả nhà. Nó cả nhà xem kỹ thì có gì điện mình nha. Nó 35 vít nha. Máy cộng cất là ok luôn nha. Có gầy một cái nhà đầy đủ trong bộ gì là đem xuống cuộn là chạy ok đó, lụm tiền nha cái nhà. Đó, bữa nay cái video mình chia sẻ cái nhà tới đây mình tạm dừng video nha. Nếu có nhà ai có thích thì cứ alo mình nha. Rồi chào cả nhà.